quý vị, sau thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương khác cũng sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ. Hôm nay ngày 20 tháng 4, thành phố Hải Phòng bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hơn 300 học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân, Trung học cơ sở Quang Trung, quận Ngô Quyền và Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hải An là những học sinh dưới 12 tuổi đầu tiên tại thành phố Hải Phòng được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước khi tiêm, các em được khám sàng lọc, tư vấn kỹ càng và được theo dõi sau tiêm 30 phút để kịp thời xử lý các phản ứng phụ có thể xảy ra. Em Phạm Gia Bảo, lớp 6D4 trường trung học cơ sở Quang Trung bày tỏ, cháu rất vui vì được tiêm để có sức đề kháng chống COVID-19. Ở nhà cháu được bố mẹ hướng dẫn dặn dò đi tiêm để đảm bảo an toàn. Sau khi tiêm cháu thấy bình thường, một số học sinh khác cũng cho biết đã được bố mẹ dặn dò rất kỹ những lợi ích của tiêm vaccine cũng như những tác dụng phụ. Buổi sáng cháu ăn sáng thật no, tâm trạng thoải mái. Cũng như các địa phương khác để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng này, các cơ sở giáo dục đã phối hợp với ngành y tế Hải Phòng tăng cường tuyên truyền lợi ích của vaccine trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến phụ huynh và học sinh, chuẩn bị tốt nhất cho công tác tiêm chủng, dựa trên kinh nghiệm thực tế từ đợt tiêm vaccine cho học sinh độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Bà Lê Thị Minh Tâm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Phú Thông Tin, nhà trường và giáo viên liên lạc với phụ huynh để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh sau khi tiêm. Kiểm tra thực tế công tác tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đánh giá các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho các em trong quá trình tiêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, vaccine là lá chắn quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi hoàn thành tiêm vaccine cho học sinh tại ba trường Trung học cơ sở Trần Phú, Trung học cơ sở Quang Trung và Trung học cơ sở Lê Lợi. Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng phối hợp với Sở Y tế để rút kinh nghiệm triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi trên địa bàn, toàn thành phố Hải Phòng như vậy công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi đang được triển khai nghiêm túc, chính xác tại các địa phương trên toàn quốc trong đó có thành phố hải phòng việc dựa vào những kinh nghiệm thực tế từ các đợt tiêm trước và áp dụng vào các đợt tiêm sau thể hiện sự cẩn thận, đề cao yếu tố an toàn mà thành phố hoa phượng đỏ hướng tới trong đợt tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi này.